Con chú lên hoài vậy không? Cách alo. Chú mới trò tiếp mà. Trò tiếp. Rồi ổng lên kìa. Đồ má tụi bay vừa phải tụi bay chơi cái trò tụi tụi bay ngủ mới mở yên. Miệng ra là ông xài tiếng Đan Mạch không à, ngủ không yên tụi bay bữa nay trời sáng rồi đổ tuyết rồi mà không yên tụi bay được. Ừ, quá phải lên tôi cũng đứng lùm mà nó lôi tôi nè. Ừ mẹ tiên sư tụi bay vừa phải thôi. Tao muốn cơm ơi. Gì? Cái tiếng của con nó ù ù quá, con để cái micro nó xa xa cái miệng ra chút. Ôi. Chào chú Tuấn. Sao nó nghe ù ù ù ù ù vậy ta? Ok chưa? Chưa, mày rứt nhỏ dây quá, tay nghe. Rứt dây tai nghe ra cắm nó lại. Sao á? Nó nghe đùng 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 giống như khó chịu lắm. Ồ, làm như muốn bị ông người vậy á cha. Ờ à, bắn bê ông mười mà chắc là bê ông mười này nó không có thuốc thuốc súng hay sao nó xịt ngòi hay sao á. Bắn bê ông mười không có thuốc tắm à. Ờ đúng mẹ kỳ quá. Thì bố Cầm xem là vừa rồi bác Đức có lên chia sẻ thì bây giờ mời bố Cầm lên. Thứ nhất là bố Cầm cũng là sống trong cái thời đó. Nhưng mà bây giờ quan mày, rồi, hả? Mày, nhưng mà cái phone của mày, cái micro của mày nó bị cái gì đó ù ù nói chuyện khó nghe quá sao nói được. Chào tất cả mọi người nha, tao lên tao ham chữ quá cho nên ra tao chưa chào giờ chào. Đồ. Còn mày đó nha, thứ nhất rồi mà kỳ này tao về tao chơi mô tô, tao đứt cái thằng chơi rồi mà xe nhỏ nữa, tao chơi xe lớn, tao chạy xuống tao chửi mày. Đã bớt ù chưa? Rồi bớt rồi. Hết rồi, hết ù mà nghe rõ nữa rồi. Ờ, lý do sao kỳ ta? Chắc nó cấm tai nghe quá anh. À, dạ. Có khả năng là cái chỗ mà người ta hay nói là ba củ với bốn củ gì đó nó không ổn lắm hay sao quá ha. Bây giờ ba củ bốn củ nó giận quá anh. Rồi có chú Nhàn lên nè. Đừng chọn nó lên, đủ một đó lên nó chửi tao. Lý do là được cái cho nó lên nó lên. Đồ quá. Về mấy tháng mà không có lên nhà nó chửi tôi quá trời kìa, đồ quá. Đó, nhà lên rồi. Chờ chú Nhàn nha. Nóng máu lên rồi là chửi rồi. Tao kêu mày đừng có cho nó lên rồi mày cho nó lên chi vậy trời. Hết đâu rồi. Anh Cầm nhớ sợ bo Việt Nam à? Sao không nhớ, cái đó là chuyện món là món hậu của tao mà sao không nhớ được. quên, xin lỗi, chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Sao chú ra đi ông ơi. Ờ được rồi. Nói cho nó rõ. Anh đâu có đâu, anh vẫn đeo bên anh nghe rõ mà. Tụi bay nghe rõ không? Không có. Nghe nghe nó nhỏ xíu à. Cái nào hả? Sao có nghe tụi bay lớn dữ vậy? Cái mang tôi nghe đây, tôi nghe Bluetooth á. Tất cả nó đang nhỏ hả? Không được rồi. Trong game đây. Thôi kệ đáng lắng tai nghe. Nói chung là hai cái máy này là mấy cái đích là bị báo cáo, nó nằm hai cái máy bị báo cáo 30 ngày. Nói chung là còn 3 ngày là mới con mới cùng mới cà mỏng được, cà phím được. Hôm nay lên thử cho biết rồi thôi. Thôi được rồi, để nói chuyện này chút xíu. Chào Việt Nam nha. Chào Thượng Thiên Nhất. Chào bạn Nhàn mình. Chào đồng chí Nhàn. Chào nhà nha. Chào bây giờ mình quay bê của 10 ra mình bắn ông Cầm đi. Ờ đúng rồi, ông Cầm là một trận. Đù má mày biết tao xài bây giờ tao đổi tiếng thật rồi, tao không có xài M16, tao xài AK đó nha, liệu hồn. Rồi chào anh Việt Rai. Chào Việt Rai nha. Chào Việt Rai ha, chào tất cả mọi người lại lần nữa nha. Ê Trung, con có nghe cái vụ mà Trịnh Quốc Thiên nó mới có một cái bài rất là hay. Cái bài mà nó nói một cái gì ồn quá vậy ta, cái thằng Quỷ Nhàn này. Nó nói một cái bài mà có một cái cô danh nhân là CEO của một cái công ty dỏm, công ty quỷ gì à. Thì cô này hứng tình lên, cô này đòi mua 100 chiếc xe VinFast. Con có nghe cái vụ đó chưa? Có, tôi có nghe. Dạ, con rồi, mới rồi, đọc rồi. Cái tựa đề thôi chứ con chưa nghe. Anh Cầm này, lên đây, anh Cầm này, anh lên này. Thế nó ồn quá vậy.
Rồi đó, ok đó, biết anh rồi. Anh ông kêu lên này. Nó có khoe rượu hoài. Giáp chống đạn rồi đó ta. Có giáp chống đạn rồi ghê quá. Ngắt. Cái gì vậy? À, nhắc lại cái vụ đó thì mình mới nói một vấn đề này cách đây lâu nay. Lâu nay thì những cái diễn đàn mà cái gì vậy nó dặn tivi hay sao ơi. Ủa mà tôi chọt cái tay qua bên cái điện thoại tôi bóp cái tivi bể bây giờ á. Cái hình ảnh này là đó. Thường thì chết nói à. Bắt tivi vậy cha. Nhàn tắt cái tivi đi. À quên. Nó quên ta chưa tù quá. Mày vừa phải, mày vừa phải nha, tao chửi á. Bây giờ tụi mình nói nghe được xíu này, từ hồi xưa tới bây giờ đó thì tụi nó hay quên quang và nó nói là bên cái xứ và kia bằng tâm quyền phân lập của nước Mỹ á là nó không bao giờ có những cái chuyện như là quan tham rồi coi như ăn lường ăn gạt rồi lường gạt này kia, nhưng mà cái này nó mới đưa lên cái chuyện này là cái chuyện nó cũ mềm rồi, nó không phải cái vụ này, nhưng mà mình lợi dụng cái vụ này nó mới nổi lên. Nói chung mình cũng muốn nói cái điều này là có nghĩa là mình biết thấy là một cái điều này con thấy nó rõ ràng ở đây nó có hệ thống và nó ăn gian rồi nó ăn tiền của Medicare là cái tiền bảo hiểm sức khỏe của người dân nghèo, mà thấy rõ ràng đó là người Việt với người Việt đó nha, chắc tao không muốn nói người Mỹ nha. Đó là cái con nhỏ này thì nói chung nó chỉ là một cái nhà mà gọi là nó gọi là cái giống như là dược sĩ, nó Việt Nam mình gọi là dược sĩ đi, thì đại khái là nó có những cái mà nó lét giống như Việt Nam, như Việt Á nhưng mà đồ dỏm và đồ dỏm, nhưng mà lại đưa ra những cái bấu chốt ở chỗ là nó liên kết với những cái bác sĩ Việt Nam dỏm đó. Việt Nam thì bác sĩ thiệt, nhưng mà vì đồng tiền làm mờ mắt cho nên vì đó theo đó lừa gạt một số người mà nghe nó đi tới ăn tiền chính phủ Mỹ, tới lừa gạt mà ăn tiền tới mấy chục triệu đô la rồi. Thì anh bả tưởng là ngon lắm, bả mới đi ra bả huynh qua mới rồi đi mua xe VinFast, chính vì cái chỗ mua VinFast em VinFast cũng đồng lòng với tụi mình nữa, là Việt Giang luôn mày. Có là chính vì mua VinFast đó cho nên nó mới lòi tặc ra, người ta mới thắc mắc, mới hỏi cái cô này 37 tuổi rất là trẻ măng là làm chủ một cái doanh nghiệp mà tại làm sao mà là mới làm đây mà tiền đâu mà nhiều tới 5 triệu đô mua 100 xe VinFast lần từ quốc thi nó dễ nghĩa vậy. Bắt đầu FBI nó vào cuộc và nó truy lùng, à té ra thì bà này làm ăn gian dối, mà thấy rõ ràng đó là một cái gì, đây là một cái cú tát mà tát vào những cái mõm mà tụi nó tuyên truyền là ở cái xứ mà tam quyền phân lập nó không bao giờ nó có mấy cái chuyện vậy chứ, phải có người này lên là cái gì nó nói gọi là cái gì có người này có nhiều đảng để mà họ cạnh tranh với nhau, họ để này kia đủ, nó cạnh tranh càng nhiều thì dân càng chết luôn á, không có đảng nào không ăn hối lộ chứ, trời chuyện bình thường đủ nước xứ tư này. Ôi, chào từ Nam nha. Từ cái chuyện này từ cái chuyện khác thì mình muốn nói là một cái điều này là chung có nghĩa là mình mổ xẻ một cái vấn đề nhỏ, một cái chi tiết nhỏ thôi mà Trung Quốc thì mới vừa đưa lên thôi, đó là chỉ có là một người thôi và nó còn hàng trăm ngàn vụ khác nữa mà chưa nói lên. Nhưng mấy cái chuyện này thì thường thường mấy cái anh chàng mà coi như là những cái diễn đàn chống cộng thì không bao giờ nó không bao giờ họ nói, bởi vì đó là cái điểm thứ nhất. Họ sợ bị lộ bố, họ sợ bị lộ hả, không làm ăn được đúng à? Rồi được, họ không phải là họ sợ bị lộ, nhưng mà từ xưa giờ họ thân như con voi mà nó là tấm thân nhỏ bé. Ôi trời, anh cam ơi ơi có cái lá tre VinFast nó chở 999 cái ốc vít Việt Nam sang bên nước bên chỗ có đó lâu rồi, cái đó cũng thật, cái đó sự kiện nó qua rồi và rất là nhiều người nói mình cũng buồn nhắc lại, nó chuyện bình thường mà có gì đâu. Nhưng mà chứ có cái này sao mà ốc vít VinFast nhiều thế. Thì đây sẵn đó tao cũng coi một cái live của thằng mà gì cái bảy gà, không phải bảy gà mà thằng gì học lớp 7 á, nó quay một cái đoạn clip mà biểu tình về vấn đề Đàm Vĩnh Hưng, dài về Đàm Vĩnh Hưng, tao ngồi tao cười. Tất cả những người biểu tình có mà vài que thôi và đứng trên cái lề đường nha, rồi má đứng quơ quơ la la ôm sùm mày thôi, nhưng mà ở trong đỉnh là vẫn hát, ở ngoài thì biểu tình, nhưng mà nó buồn cười ở cái chỗ là chẳng gà.
quy gà. Chẳng đứa nào mà bỏ cái chân xuống cái đường hết trơn, toàn là đứng ở trên không à, đứng ở trên ngay cái chỗ nó cho phép á, đi theo dám đụng mà xuống dưới nó bắn bò mẹ, nó bắt rồi nó còng đầu cho nó bị cho ra cái buồn cười lên. Có chỗ là ở cái pháp luật của nước Mỹ nó sợ té đái luôn, mà đâu phải đơn giản gì đâu, mày muốn biểu tình vậy là mày phải xin phép, mày phải làm đơn, mày đóng tiền đủ má đó, mà lúc nào nó cũng hô hào tự do chứ rồi á, được ý là hôi cho có cái bố, bây giờ không hôi người ta lại bảo là nói không đúng, người ta phải hôi chứ. Đúng rồi, đã vậy thôi nguyên tiền xin góp tiền nữa nên mở khổ vậy, nhưng mà đâu có ra. Con thấy bây giờ rõ ràng là cái gì bây giờ nó cũng quơ vào, có những chuyện rất là vu vơ. Còn một cái chuyện mình đáng nói nữa là ở trong một cái đài của cái thằng nửa vòng trái đất TV á, thì khi nói chuyện với cái thằng cha gì ta Hà Văn Sơn, thì có một cái câu mà mình để ý, mình nói là cái chế độ mà Việt Nam Cộng Hòa là đắp ở là cái gì cái đóng nắp rồi, có nghĩa là quan tài đã đóng nắp rồi, là ông cho rằng cái ông đó cũng ngày xưa cũng là một cái gì đó của cộng đồng người Việt, cũng là thuộc dạng là coi như là có tiếng ấy, thì ông đã tuyên bố cái câu là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã được bỏ vào trong quan tài và đóng nắp lại rồi. Mày mới hiểu cái câu đó như thế nào, cái câu đó có nghĩa là cái chuyện đó là đã từ lâu rồi chứ nó không phải mới đây ông mới phát ngôn. Có nghĩa là khi ông đã tuyên bố đó, ông tuyên bố là cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa nó đã đưa được bỏ vào quan tài và đóng nắp lại rồi, thì nó mất từ lâu rồi, nó 47 năm nay chứ không phải mới đây, nhưng mà ông tuyên bố bây giờ nó quá trễ, nhưng mà cũng còn được là lý do tại chính miệng ông tuyên bố, mày hiểu không? Đó là ông Hà Văn Sơn, nó gọi là cái gì Âu ta, Kim Âu gì đó, thì cái like đó tao không coi. Hà Kim Âu. Không biết, tao cũng không để ý, bởi vì thường ông là để ý. Ông là nhà báo, ông xưng ông là nhà báo, ông lấy bút danh là Hà Kim Âu. À, đúng rồi, Hà Kim Âu. Dễ hả? Bây giờ tao cũng làm nhà báo luôn, đủ ba báo, tao là báo đời nè. Tôi báo, bởi vì tôi báo quần chúng nè. Tao nói cho mày nghe, ở nước ngoài những cái tiện, chứ có vấn đề tự xưng nó dễ lắm, mày muốn tự xưng thì mày tự xưng à. Đâu quá, tao và tao hôm trước là tao tự xưng là tiến sĩ không gian rồi, đủ quá chương trình gì đủ quá, tao quơ hết vô đủ. Chào mọi người.